Thủ Ba Khía xin chào tất cả mọi người nha. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ ha. Hôm nay thì mình sẽ đi ra đây mình câu cá. Đó, nãy mình để thử cái cần ở đó, mình câu thử. Hôm nay mình sẽ câu cá ở cái khu vực hoang này nha các bạn, khu vực sông nè. Tại vì cái này nó nằm chạy ra tới ngoài sông đó luôn đó. Này mình chuẩn bị câu đó là 10 trùng nha các bạn. Đó, mình bắt một số con tuốt dưới đây. Bắt cũng 5-6 con gì đó, đủ câu thôi. Không biết có cá không nè. Rồi thôi mình sẽ câu hết từ ngoài này cho tới vô mấy cái đám cỏ đó luôn, để coi là có cá chê không nha. Tại vì mấy đám cỏ nó lên tim nhỏ nhỏ rất nhiều. Với lại cá chê thường thường nó, cá chê hoặc cá rô gì đó, nó núp ở trong mấy cái đám cỏ đó các bạn. Hoa nở đẹp không? Để mình zoom lên cho bạn xem nha. Nó hơi bị cháy nắng một xíu. Giờ thì mình di chuyển cái cần của mình tới đằng này, câu trong mấy cái đám cỏ đó, đám sen, đám bông súng đó, trong đó ưa có cá. Đây có một số đám cỏ các bạn, cho nên mình để cần trên đây luôn. Đó, mình để cái ngọn nó lên đầu bông súng đó, cho nên mình khỏi cần cầm nha. Khi nào mà cá gịch thì mình chỉ việc mình cầm lên mình giật thôi, tại vì mình cầm cần không biết khi nào nó mới dính nữa. Đó, các bạn thấy cục phao của mình không? Khi nào mà nó chìm thì mình sẽ giật nha. Đợi chắc cũng lâu lắm. Mình sẽ quay cho các bạn xem mấy cái núi nè. Nó bị sương hay mây gì nó che các bạn thấy không? Trời thì cũng rất là âm u. Mà nó nắng thì cũng không nắng gắt, mưa thì nó cũng không chịu mưa. Nói chung thì mùa này thì đừng có nên mưa. Mưa thì lúa tất cả những nơi này thì nó bị sập hết. Đó. Tháng này thì cũng không mong có mưa đâu. Tới tháng mùa nước nổi các bạn cũng sắp tới rồi. Đó, mùa đó thì mưa thì thoải mái cũng được. Cá nó kéo gục phao mình các bạn ơi. Để mình giật lên cho các bạn xem. Cá rô các bạn ơi. Cá rô non. Rồi. Con đầu tiên cũng được, không sao. Dính được em con cá rô, em cá rô. Rất là nhỏ ha. Người câu bằng mồi trùng. Đây. Rồi, chú cá đầu tiên. Mở màn một chú cá rô nhỏ cũng được, không sao. Giờ tiếp tục móc một câu tiếp. Mồi nó vẫn còn nguyên nha các bạn. Điều mình chỉnh lại thôi. Hy vọng là ngay cái ổ đó là nghe ổ cá. Các bạn ơi, phao mình kéo đâu mất tiêu rồi. Giật giật ra, giật nha. Không thấy cái phao mình nằm đâu. Cá bạn ơi. Wow. Cá chê.
biết thế nào ở đây cũng có chê à. Nãy nó lên tim á các bạn, nó lên tim cái bắt đầu mình để mồi nghe nó luôn. Dính, cũng dính nè. Con đầu tiên cá chê. Rồi. Cái chê vàng luôn nha các bạn. Được chú cá chê với chú cá gô. Biết thế nào nó cũng dính nè. À. Nãy là tim nó nổi lên ngay đó rồi, là mình biết cá chê rồi. Đây nãy giờ câu được con cá gô với con cá chê rồi. Con mồi luôn, nó ghẻ nữa rồi. Có ở bên cái đầm mình đó đó các bạn, bên cái lung mình đó đó, có bầy lồng gồng mà mình chưa có thời gian mình vô đó mình nhấp cá lóc nữa, hoặc là mình lua cá lóc. Bên đó lua cá lóc thì rất là im nha. Khu này thì cá nhiều lắm, cái lung đó là cá dữ lắm, lung phía bên này nè. Bữa mình có cắm câu các bạn. Đây thì cá gô, cá chê nhiều. Bên đó có cái lung cá lóc dữ lắm, thấy nó táp hoài. Cũng sắp tới mùa nước nổi rồi. Còn nửa tháng là tới mùa nước rồi nha các bạn. Tới mùa nước thì mình sẽ làm nhiều clip về bắt cá hơn. Đa số là lúc đó là cũng chắc cũng đi cắm câu rồi đặt vớn, đặt lờ này kia các bạn. Lờ thì cũng hơi khó đặt xíu tại vì nước nó ngập á, cho nên mình không có thấy cái đường mương để mình đặt. Nếu mà đặt khơi khơi thì nó cũng không dính. Cũng có thể là giăng lưới này kia. Mà không biết năm nay nước có lớn không nữa. Nếu mà lớn thì cá nó mới chạy nha các bạn, cá nó mới nhiều. Còn nước nhỏ quá thì đi tới đầu gối cá nó cũng ít, với lại cá nó không được ú. Nước lớn thì nó ngập hết mấy cái gom gã, cho nên nó ăn được nhiều thức ăn. Phao mình để nó kéo kéo nhưng mà chắc nó ghẻ. Phao của mình nó bị kéo rồi các bạn ơi, chết rồi. Các bạn thấy không? Để mình zoom cho các bạn xem luôn. Này không biết cái gì nè các bạn, nó kéo mất cái phao gì, nó kéo cái cần mình đi luôn rồi. Này cá bự. Vô phi các bạn ơi. Ăn vô cái mỏ, giật dính cái mỏ luôn. Wow. Nãy mình tưởng cá gô, này là gô phi luôn, không phải cá gô thường nữa. Con này cũng vừa vừa, cũng con này, này. Được con cá chê, con cá gô, con gô phi cũng im rồi đó. Cái gô phi này nó hơi nhỏ. Nếu mà tính ra cá rô phi này thì nó ở đây thì nó ăn gông ghiêu nó sẽ bự, nhưng mà con này nó hơi nhỏ cho nên cũng không có bất ngờ gì mấy. Với lại rô phi ở đây nhiều, hơi nhỏ, có dính dính cá chê nữa các bạn. Cá chê ăn nó mới ngon. Rô phi thì chỉ có kho tương á các bạn, kho tương á rất là ngon ha. Đây nghe ổ cá, xíu nữa mình còn một cái đìa bên kia nữa. Đó, xíu mình qua đó mình câu nó thử. Câu ở đây xíu nè, nếu mà còn thì mình câu nữa, không còn thì mình đi qua đó. Có ai mà xịt ở đây đâu. Với lại cũng không qua giăng lưới nữa. Có đặt lú thì đặt ở mé bên ngoài sông ngoài kia. Chứ trong khúc, trong nguyên cái đầm này thì ít người giăng lắm. Xịt cũng không có nữa. Bởi vì cá cho nên nó vô đây rất là nhiều nha. Ở trong
để mình chỉ cho các bạn một cái chỗ này nè. Cá thì mình thấy nó ụt ghê lắm, cá khủng khủng mà. Ở trong cái đây nè, có một cái hồ. Cái hồ đó thì nó chảy dài ra tới ngoài bên này luôn. Là nước trong đó thì nó sâu lắm các bạn. Mình không dám vô đó, là trong đó gắn luôn à. Vô đó mình thấy là da gắn, gắn hổ hèo, hổ ngựa, người này kia. Thấy trong đó rất là nhiều da gắn cho nên mình không dám vô. Trong đó nó gặm lắm. Mà nếu mà được câu trong đó cá, chắc mình chắc chắn là cá nó bự bự mà. Tại vì trong đó không ít người vô lắm các bạn. Tại vì gắn này rồi trong đó nó gặm gạp á. Với lại không ai biết nữa. Ở đây chỉ có mình biết thôi. Thì mình ở đây mình vô thường xuyên á, cho nên mình biết ở trong nó có cái hồ. Cái hồ đó nó cũng lâu rồi. Cá mình thấy ụt nó nhiều lắm. Cá kéo, cá kéo, các bạn thấy. Đây mình quay cho các bạn xem. Nó kéo vô cỏ rồi. Kéo vô cỏ. Nó mới ghẻ. Với lại nãy nó vướng đám cỏ nữa. Nãy bị dướng đám cỏ nó giật, nó cũng không dính nữa. Mới ghẻ. Quá trời ơi, quậy quá quậy, hai cá này. Mới sáng được hai con rồi. Thấy là ngon rồi. Đủ ăn. À, ngồi đợi thì giờ mình nói chuyện tiếp. Kéo 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 dĩa nó kéo trời. Dĩa nhịp 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 cái cục phao nó nhịp cũng dĩa. Như nào mà nó chìm hẳn luôn á, hôm đó nó ngậm cục mồi vô nó kéo rồi mình giật lên là dính ngay cái miệng nè. Giờ mình câu ở đây thử nha. Hơi khó thấy cái cần mình xíu. Các bạn thấy cục phao của mình chưa? Câu cá là mình phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây thì cái đầm bông súng này rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, cái phao mình nó kéo mất tiêu rồi. Đây đây mình thấy cái phao cho các bạn xem. Hơi khó thấy cái phao một xíu. Rồi. Nó ngay chỗ này nè. Em giật lên. Em nhảy ra cái gô. Nãy nó ghẻ xong rồi nó mới kéo. Chỉ có thể là cái gô thôi.
xinh. Wow, cá chê. Có cá chê vàng nữa các bạn ơi. Wow, bên đây có cá chê, bên đây có cá chê rồi. Chú. Chê vàng luôn nha. Đây. Wow. Được hàng cá chê. Quá đã rồi các bạn ơi. Con cô phi hàng cá chê, con khơi gô. Trời ơi. Đây là dư ăn luôn mà. Lời à, chuyến này đi câu lời vậy. Lại cái nước nó ngập lên mấy cái bụi năng đó rồi đó. Và cá bắt đầu lên đó, nó đẻ. Cái mai mốt nó xuống đây là cá nó bự nữa rồi. Đó cho nên cá nó cứ sinh sản rồi duy trì hoài á. Nó đâu có hết được. Wow, nắng quá. Câu mình câu khoảng xíu nữa, nếu có thì mình quay cho bạn xem, mà còn không có nữa thì mình cuốn cần đi về nha các bạn. Bây giờ cũng giờ trưa, nắng quá. Nó hầm, nó không có gió nữa. Mình ngồi mình nói chuyện với các bạn luôn, sẵn lâu lâu mới được một bữa nói chuyện. Mà cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua nha. Giờ kênh mình cũng được 30 mấy ngàn rồi. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh Cần Thủ Ba Khía của mình nha. Mình sẽ gắng làm nhiều video hay hơn để cho các bạn xem. Mình muốn biết nói cái gì ngoài từ cảm ơn nữa. Không biết nói từ cảm ơn bao nhiêu là cho đủ nữa mày. Mà thực sự là mình rất là cảm ơn các bạn. Nếu không có các bạn thì bây giờ mình đâu có như được như ngày hôm nay đâu. Mặc dù là chuyện cũng chỉ có 30 mấy ngàn thôi. Nhưng mà cái đó là tình cảm của các bạn đã dành tặng cho mình. Cũng yêu quý mình hoặc là yêu quý cái kênh của mình á. Về miền Tây bắt cá. Đó thì mình cũng xin cảm ơn. Hồi nãy mình thấy chỗ này có tim cá chê nè. Thế nào ở đây cũng có một con cá chê các bạn xem. Nãy giờ mình đi vòng vòng mình kiếm kiếm tim cá chê các bạn. Nãy đây nè, nãy nó úp nhanh lắm. Tim nó lên đen đen. Để xíu thế nào nó cũng dính nè. Các bạn tin mình đi. Trong mấy phút thôi. Mình để ngay cái tim nó là chỗ nó đang ăn mồi các bạn. Rồi với lại là cái mồi của mình nó mồi chìm nữa. Đó mình để là ngay cái miệng nó. Thế nào nó cũng ăn. Các bạn đợi nha, các bạn tin mình đi. Thế nào con này nó cũng thoát được mình đâu. Một là chơi trắng, hai là chơi vàng thôi, chứ không có thể nào mà cá khác được. Các bạn đợi đi. Thế nào nó cũng ăn thôi. Tại vì mình câu nhiều mình biết các bạn. Kiểu như là các bạn thấy tim cá chê phải không? Là nó sùi bọt ở dưới đất lên á. Nó là cá chê đó. Các bạn cứ để thả mồi ngay cái chỗ đó luôn, ngay tim luôn. Là nó ăn liền à. Không thôi thì đợi xíu nữa nó cũng ăn thôi. Đó đó đó, các bạn thấy không? Cái cần mình nó kéo xuống tuốt ở dưới nè. Đó. Móc phao rồi, móc phao nè. Các bạn thấy không? Cái phao mình nó chìm tuốt dưới, cái cần mình nó kéo nè. Chỉ có thể là cá chê thôi. Chắc chắn với các bạn luôn. Ngay tim mà. Kéo vô lùm. Wow, wow. Kéo vô bông súng các bạn. Làm gì để vô. Lên này, lên này.
chê các bạn ơi. Ủa đâu, mình chắc chắn rồi, ngay cái đó là ngay tim mà. Gỡ rồi. Ủa, nãy giờ cũng được mấy con rồi, 3-4 con rồi. Nhẹ thế. Mấy cá này ít khi sợ giờ nó thấy ít nuốt quá ta. Ở đó mình câu là thấy nó nuốt không. Giờ nó ít khi nó nuốt. Đây. Nãy giờ được mấy con rồi. Để quay cho bạn xem. Nãy giờ được 4 chú, 3 chú cá chê, 1 chú phi với 1 chú cá gô. Vừa đủ ăn rồi đó. Đây, các bạn xem. Rất là ngon nha. Ôi ôi, cá chê nó vàng nữa các bạn. Tại vì dưới mình cá chê vàng nhìn riết cũng cũng quen, cũng có bất ngờ gì. Có những các bạn ở trên Sài Gòn thì trên đó thì các bạn nói là không có cách còn cá chê vàng nữa, thì cái đó mình cũng không có biết cho lắm, nhưng mà dưới đây thì nhiều lắm. Nếu các bạn có dịp thì về đây đi, mình dắt các bạn đi câu giao lưu được. Thôi chắc mình về nha các bạn. Câu nãy giờ không có cá. Trời nó chuyển mưa nè. Trời nó thì giờ nó được có gió á. Mà câu nãy giờ không thấy cá. Thôi cho nên chắc giờ mình cũng cần về ha. Rồi để khi nào mà mai hoặc là chiều nay đó, mình qua bên đó mình nhấp cá lóc cho các bạn xem. Các bạn nhớ đón xem, nhớ đăng ký kênh và bật chuông để đón xem những video về câu cá và bắt cá của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Giờ thì mình dọn cái cần. Mình định chào các bạn nhưng mà giờ mình sẽ thu cần. Rồi mình dọn về. Thôi, giờ mình xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất nha. Bye bye.